Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10, Ban biên tập chương trình thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin gửi tới các cụ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Xin kính chúc các cụ luôn sống vui sống khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Quảng Bình thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vấn đề dân tộc. Quảng Bình khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Các hoạt động ý nghĩa nhân ngày Quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 12 sẽ diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 10 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội. Theo đó, Hội nghị Trung ương 8 sẽ thảo luận thông qua các nội dung cụ thể là báo cáo tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách năm 2019, tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và các nội dung quan trọng khác. Đặc biệt, tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ cho ý kiến vào dự thảo đề án quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Đây là quy định được xây dựng trên nguyên lý có xây có chống và xây trước chống sau. Điểm cốt lõi của dự thảo đề án là cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu, nhấn mạnh trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Dự thảo quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị có mục đích để việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Dự thảo quy định từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Ngày 7 tháng 6 năm 2012, Ban Bí thư có quy định 101 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cả cấp. Lần này Trung ương đã nâng tầm từ quy định của Ban Bí thư lên quy định của Ban chấp hành Trung ương, từ quy định là cán bộ, lãnh đạo, người đứng đầu, nay chỉ rõ là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là quy định có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị. Theo đó, điểm cốt lõi của dự thảo đề án trình Trung ương lần này là cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Tại điều 2 và điều 3 được dành riêng để quy định cụ thể đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Trung ương Đảng dựa trên nguyên lý có xây có chống và xây trước chống sau. Nếu được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa 12 thông qua, đây sẽ là quy định có ý nghĩa trong chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, công tác cán bộ, tham nhũng, làm quyền, lợi ích nhóm để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, làm tăng thêm sức mạnh của Đảng và quan trọng là tăng niềm tin của người dân đối với Đảng. Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ nhận thức đầy đủ và đánh giá cao tầm quan trọng của vấn đề dân tộc trong sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, nên trong thời gian qua, Quảng Bình nói chung và mặt trận các cấp trong tỉnh nói riêng đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, kịp thời có những cơ chế chính sách phù hợp trong thực hiện các vấn đề dân tộc. Đó là nhấn mạnh của ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn về việc triển khai thực hiện kết luận số 01 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc vào chiều nay ngày 1 tháng 10. Quảng Bình có hai dân tộc thiểu số chính là dân tộc Bru Vân Kiều và dân tộc Chứt, có gần 5.100 hộ với hơn 23.000 khẩu, sinh sống thành cộng đồng ở 106 thôn, bản thuộc 17 xã miền núi vùng cao của huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy. Trong 3 năm triển khai thực hiện kết luận số 01, mặt trận các cấp trong tỉnh đã tăng cường đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, bám sát theo 5 nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, đem lại nhiều kết quả thiết thực.
từ năm 2015 đến nay, mặt trận các cấp tỉnh Quảng Bình đã phối hợp bình chọn được 427 lượt người đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức được 413 cuộc tuyên truyền về tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thu hút hơn 32.400 lượt người tham gia. Tiến hành xây dựng có hiệu quả mô hình điểm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động phong trào khác. Công tác giám sát, phản biện xã hội được triển khai hiệu quả. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn kiểm tra và các đơn vị thành viên của Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đưa ra các vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện kết luận số 01, bài học kinh nghiệm từ thực tế thực hiện các nội dung của chủ trương này tại một số tỉnh khác. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận những kết quả mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thực hiện kết luận số 01, đồng thời tiếp thu các ý kiến, đề xuất mà địa phương đưa ra trong thực tiễn triển khai. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện thường xuyên công tác này bằng những phương pháp thiết thực, phù hợp, quan tâm bình chọn, bồi dưỡng cán bộ, người có uy tín để nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân tộc, chọn vấn đề thiết thực với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đó, trong sáng nay, ngày 1 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với huyện ủy Lệ Thủy về tình hình thực hiện kết luận số 01 ngày 20 tháng 8 năm 2015 của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc. Thời gian qua, công tác đổi mới của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Lệ Thủy đã có bước chuyển biến quan trọng. Các chương trình chính sách vùng đồng bào dân tộc đã góp phần làm thay đổi bộ mặt của các xã đặc biệt khó khăn. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, trình độ năng lực cán bộ xã, thôn bản từng bước được nâng lên. Đến nay, ba xã miền núi dẻo cao của huyện Lệ Thủy gồm Lâm Thủy, Kim Thủy và Ngân Thủy có 15 bản đạt danh hiệu bản văn hóa, trên 40% gia đình văn hóa. Tuy nhiên, về đời sống kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người quả thấp so với mặt bằng chung của huyện. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Lệ Thủy đã đạt được sau 3 năm thực hiện kết luận số 01, đồng thời có một số định hướng cho hoạt động trong thời gian tới nhằm giúp huyện Lệ Thủy thực hiện có hiệu quả kết luận số 01 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa có buổi gặp gỡ, động viên và giao nhiệm vụ cho đội 589 trước lúc lên đường quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018-2019 trên đất bản Lào và trong nước. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện kế hoạch quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018-2019 đã được phê duyệt, đơn vị đã làm tổ công tác chuẩn bị từ việc ra soát, kiểm tra, xác định lại các thông tin mộ liệt sĩ do các tổ chức và nhân dân cung cấp trong và ngoài nước đến công tác tổ chức biên chế, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ dài ngày trên đất bản Lào. Để động viên khích lệ các cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu đơn vị chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đối với lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khăm Muồn Lào, cán bộ chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ nghiêm kỷ luật, nhất là kỷ luật dân vận, đảm bảo vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ, vừa xây dựng cơ sở chính trị địa phương nhằm không ngừng củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Sáng nay ngày 1 tháng 10, Hội đồng Họ Lê Quảng Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn 1418-2018, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và tưởng niệm 585 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại công lao to lớn của anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ đối với công cuộc dựng nước và giữ nước. Năm 1418, tại núi rừng Lam Sơn, nay thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Lê Lợi cùng 50 vị tướng văn, võ dựng cờ khởi nghĩa, kêu gọi nhân dân cùng nổi dậy đánh giặc cứu nước. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở ra triều đại nhà Hầu Lê Huy Hoàng trong lịch sử nước ta. Lễ kỷ niệm được Hội đồng Họ Lê Quảng Bình tổ chức hàng năm là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn minh Đại Việt lưu truyền đến hôm nay và mai sau.
Dịp này, Hội đồng Hò Lê Quảng Bình đã trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao tại cuộc thi tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi, Liên hoan nghệ thuật quần chúng Hò Lê Việt Nam. Hôm nay ngày 1 tháng 10, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Với chủ đề trong cách học phải lấy từ học làm cốt, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời, từ học tập đối với sự nghiệp toàn diện của cá nhân. Qua đó, huy động được sự quan tâm, tích cực tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ. Việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2018 còn góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân về vai trò ý nghĩa và tính cấp thiết của việc tự học, tự cập nhật, tiếp thu tri thức, phương pháp học tập để vận dụng vào sản xuất và các hoạt động xã hội, hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian qua, việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời được tỉnh Quảng Bình tổ chức với nhiều chủ đề khác nhau, được phát động, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Mạng lưới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được phát triển đa dạng, từ giáo dục chính quy đến giáo dục thường xuyên. Hiện nay, Quảng Bình có 620 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến đại học, 159 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, 22 trung tâm ngoại ngữ, tin học, đáp ứng nhu cầu học tập phong phú của nhân dân trong tỉnh. Cùng với đó, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn tỉnh được diễn ra với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, như tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giáo dục sức khỏe, giới tính, tổ chức ngày hội đọc sách, các cuộc thi về sách, trưng bày sách báo, tổ chức tham quan, thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng di tích, phối hợp với hội khuyến học, các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, tổ chức tặng sách, tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 7 tháng 10 năm 2018. Sáng nay ngày 1 tháng 10, Ban Công tác Người Cao Tuổi tỉnh Quảng Bình đã đến thăm hỏi, tặng quà cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thương binh hạng 1/4 trên địa bàn huyện Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới. Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng cho 6 gia đình hội viên người cao tuổi neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thương binh hạng 1/4 ở các xã Xuân Ninh, Duy Ninh, Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Đức Ninh, phường Bắc Nghĩa, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, điều kiện sinh hoạt hàng ngày của các cụ, đồng thời nhấn mạnh thế hệ con cháu sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp quý báu của các thế hệ người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đoàn cũng đề nghị các địa phương, gia đình thường xuyên quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi trên địa bàn sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề cộng đồng chung tay chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi, chiều nay ngày 1 tháng 10, Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình đã phối hợp với Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10 năm 2018. Với các thông điệp gồm chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Đoàn diễu hành đã đi qua một số tuyến đường chính của thành phố Đồng Hới và theo quốc lộ 1 qua huyện Bố Trạch và thị xã Ba Đồn. Vừa qua, Trạm Y tế xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Hội Người Cao Tuổi trên địa bàn tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi. Trong dịp này, gần 90 cụ ở độ tuổi trên 80 tại xã Lương Ninh đã được các y bác sĩ tiến hành khám, siêu âm, đo huyết áp để phát hiện các bệnh về đường tiêu hóa, cao huyết áp, tim mạch, xương khớp, bệnh ngoài da.
ngoài công tác khám, kiểm tra sức khỏe, các cụ còn được y bác sĩ, cán bộ trạm y tế xã Lương Ninh tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho từng loại bệnh, cách nhận biết một số dấu hiệu bất thường để tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân các cụ, cách phòng chống các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa, bệnh thường gặp ở người cao tuổi, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, luyện tập, lao động hợp lý để có sức khỏe tốt và kéo dài tuổi thọ. Thưa quý vị và các bạn, ông Hiển trồng hoa là cải thiên trù mến mà nhiều người dân ở thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy dành cho cựu chiến binh Dương Hiển, năm nay 83 tuổi. Bởi ông chỉ là người đã trồng nên những dãy hoa dọc con đường liên thôn dài hơn 1 km ở thôn Tân Hòa. Nhân ngày quốc tế người cao tuổi, mùng 1 tháng 10, mời quý vị và các bạn đến với những việc làm ý nghĩa của người cựu chiến binh cao tuổi này. Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng khi nghe thông tin Đảng ủy chính quyền xã Tân Thủy phát động thực hiện chủ trương xây dựng các đoạn đường nông thôn kiểu mẫu, chẳng cần đợi phong trào chung, cụ Dương Hiển đã một mình tự tìm hiểu, lăn lộn về các địa phương như Kim Thủy, An Thủy, tìm các giống hoa về trồng trong vườn nhà và nhân ra trồng hai bên đường thôn ngõ xóm. Đơn giản vì cụ thể chủ trương này đúng, cần làm ngay và nhiều nơi khác đã làm rất hiệu quả. Quan trọng hơn, trồng hoa thì càng đẹp cho đường xã làng quê. Đường xi măng nhưng mà bên đây thì đất thì trâu bò là đi cái đau chân hình, nhưng mà họ giữ họ thấy là ôm trồng có con vào trong gì nữa thì mình là cũng là bảo vệ là theo ông là cái tội như vậy là cứ buổi tối phải ra cái trâu bò, buổi sáng là tưới nước. Thì qua cái làm của tôi nhá, là khi mà ra hoa tôi đẹp xã khen, rồi đảng ủy khen, rồi nói chung là mọi người là thấy là đều đẹp hết cả, nhưng phát huy cái truyền thống thì phát động là trong. Mẹ đứa tôi thì rất thích thú là ông làm việc giống như vậy, nhưng mà còn cái nói về ông là nói ông tuổi già rồi, làm vừa thôi. Ông làm nhiều khi quả hăng say làm đến 10 giờ, 11 giờ, nói chung là tuổi già cũng đảm bảo sức khỏe cho ông. Thì ông này tôi con về đi, tôi bán làm giờ cái tí nữa rồi ba về. Cũng chấp nhận thôi, để ba đi làm cho vui. Đó. Từ việc làm thầm lặng của ông Hiến, giờ đây gia đình nào ở thôn Tân Hòa, xã Tân Thủy cũng trồng hoa trước cổng, ngoài hàng rào. Từ chỗ ông làm một mình thì bây giờ ai ai cũng hưởng ứng cùng ông chăm sóc bảo vệ đường hoa của thôn. Tinh thần của ông, việc làm của ông đã lan tỏa đến tất cả mọi người ở trong khu dân cư. Cái tinh thần của ông Hiển ở cái phong trào cái xây dựng cái nông thôn mới, nhất là cái đường hoa kiểu mẫu ở Tân Thủy phát động, thì bản thân của ông Hiển nó phải là tích cực. Ông chủ động làm trước, rồi sau đó dân ở hai bên cũng thấy cái gương của ông làm như thế, thì mọi người cũng hưởng ứng theo cái cách làm của ông Hiển. Do đó là trong cái quá trình từ nhà rồi ra đến cửa thì gia đình nào cũng cảm thấy là đó là cái việc làm và cái trách nhiệm để đóng góp và xây dựng cái cảnh quan của cái môi trường ở nông thôn mới. Năm 1962, chàng thanh niên Dương Hiển nhập ngũ vào tiểu đoàn 13, trung đoàn 270, tham gia nhiều trận chiến đấu ở những chiến trường ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đến năm 1967, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào. Năm 1985, ông xuất ngũ về quê. Dù ở thời điểm nào, ông cũng luôn tâm niệm rằng đã là người lính Cụ Hồ thì phải gương mẫu, phải sống đúng với tinh thần của người lính, không ngày khó, ngày khổ, tiên phong trong mọi hành động. Tôi thì là một con người của xã hội chủ nghĩa thì phải phát huy cái truyền thống cách mạng của nơi là trung lực Mỹ Thổ, phải có cái lòng yêu nước, phải bỏ một cái sức của mình là trong thực tế để xây dựng quê hương mới cùng với là xã, làm để là đoàn kết tiến lên. Ngày nay người ta gọi việc làm của ông là việc tử tế, nhưng có lẽ với cựu chiến binh Dương Hiển, hàng ngày chăm sóc cho đường hoa, làm đẹp thêm cho thôn xóm, bởi thật đơn giản là cách ông thể hiện lòng yêu quê hương đất nước của mình,
đó chính là tấm lòng kiên trung, là bản chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển công nghiệp. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và chống buôn lậu. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch số 1606 về việc thực hiện chương trình hành động số 22 ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của kế hoạch là đưa tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt 35%, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân 10 đến 12% một năm. Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân 14% một năm. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 8% một năm. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 65%. Xây dựng hoàn thành 2 khu kinh tế, 8 khu công nghiệp và một số cụm liên kết ngành công nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cả cấp các ngành và địa phương tập trung triển khai các giải pháp, đó là thực hiện điều chỉnh phân bổ không gian công nghiệp phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại ngành công nghiệp và phát triển các ngành kinh tế trên từng vùng địa phương theo hướng tập trung, xây dựng chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp, lựa chọn một số ngành sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh để ưu tiên phát triển. Bên cạnh đó, chủ trọng thực hiện chính sách tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện hỗ trợ cho khu vực tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, trở thành động lực quan trọng cho phát triển công nghiệp của tỉnh. Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, nên trong 9 tháng đầu năm 2018, hoạt động thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, thu ngân sách của tỉnh ước thực hiện 2.435 tỷ đồng, đạt 72,3% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu trong cân đối được 2.400 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán trung ương, 73,3% dự toán tỉnh và tăng 6,3%. Một số khoản thu có sự tăng trưởng cao như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu sổ số kiến thiết, thu lệ phí trước bạ. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, Cục Thuế Quảng Bình đã và đang chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng Cục Thuế về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, khởi nghiệp và các chính sách pháp luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, đồng thời triển khai đồng bộ có hiệu quả biện pháp quản lý thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đồng thuế, hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2018 do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là trên 5%. Xác định khai thác thủy hải sản là một trong những ngành nghề thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, thị xã Ba Đồn đã chủ trọng việc khuyến khích hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản vùng biển xa. Thực hiện quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí đánh bắt vùng biển xa, 9 tháng đầu năm 2018 đã có 432 lượt chủ tàu được hỗ trợ 4 đợt với tổng số tiền trên 53,1 tỷ đồng. Thị xã cũng đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền và ký cam kết cho 421 trên 421 chủ tàu cá có công suất trên 90 CV tham gia khai thác vùng biển xa. Bên cạnh đó, thực hiện nghị định số 67 của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, thị xã cũng đã tiến hành giải ngân số tiền trên 320,5 tỷ đồng cho 29 tàu cá. Trong đó, có 10 tàu vỏ thép và 19 tàu vỏ gỗ. Nhờ triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản vùng biển xa, nên từ đầu năm đến nay, sản lượng đánh bắt thủy hải sản của toàn thị xã đạt trên 9.600 tấn, tăng trên 10% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng đầu năm 2018, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Đây là số lượng hàng hóa vừa mới được lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ. Toàn bộ số hàng hóa gồm 6 tủ lạnh, 13 máy giặt, 365 dàn nóng lạnh điều hòa, 29 nồi cơm điện, 12 bộ dàn âm thanh mini, 24 bếp ga và bếp từ, 2 máy hút ẩm và 4 âm ly với tổng trị giá ước tính gần 400 triệu đồng. Tất cả các mặt hàng trên đều đã qua sử dụng,
do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp tại thời điểm kiểm tra. Ngay sau khi kiểm tra, phát hiện số hàng hóa nhập lậu lưu thông trên thị trường, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 9 tháng đầu năm, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm hoạt động có nhiều thủ đoạn tinh vi. Thì bám sát cái chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường, chi cục đã chỉ đạo toàn lực lượng kiểm tra và phát hiện 464 vụ, chủ yếu tập trung vào mỹ phẩm, dược phẩm, quần áo, thực phẩm công nghệ và đặc biệt là các cái loại máy móc thiết bị đã qua sử dụng cho nước ngoài sản xuất nhập vào theo đường tiểu ngạch để lưu thông lên thị trường. Để kịp thời đấu tranh ngăn chặn hành vi kinh doanh buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực hiện kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh mà nòng cốt là lực lượng quản lý thị trường đã kiểm soát chặt chẽ thị trường hàng hóa nhằm ngăn chặn việc đầu cơ găm hàng, kịp thời phát hiện ngăn chặn việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giá, an toàn thực phẩm. Trong thời gian qua, đội quản lý thị trường số 1 đã là triển khai quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại. Thì trong quá trình kiểm tra, đội còn gặp một số cái khó khăn, dù như là các đối tượng kinh doanh rất là tinh vi, rất là có nhiều cái lồng thái để đối phó với lực lượng chức năng, như là vận chuyển hàng hóa thường là về đêm rất khuya, bây giờ mà mọi người đều nghỉ ngơi. Thứ hai là hàng hóa được cất giấu rất là kín, có những cất giấu những chỗ mà rất là khó phát hiện. Thứ ba là có một số đối tượng là không phối hợp. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, thì từ nay đến cuối năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại sẽ có chiều hướng gia tăng, bởi đây là thời điểm mà các doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh sẽ nhập số lượng lớn hàng hóa cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán. Chính vì vậy, các lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình tại địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm, đảm bảo ổn định thị trường. Trong những tháng cuối năm còn lại, Chi cục quản lý thị trường cũng đã có các văn bản kế hoạch để chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đặc biệt chú ý trong lĩnh vực xăng dầu, khí dầu mỏ, hóa lỏng, thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc tân dược và các cái mặt hàng tiêu dùng điện tử điện lạnh của gia đình. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh và kiên quyết xử lý nghiêm với các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng cấm và sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm mà cả cấp các ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung phối hợp thực hiện để đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường hàng hóa từ nay đến cuối năm 2018. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 10 năm 2018, khu vực thị trấn Đồng Lê trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 82 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 81 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 78 đến 97%. Khu vực Phong Nha trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 78 đến 98%. Khu vực thị trấn Hòn Lão trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 76 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 78 đến 97%. Khu vực thị trấn Quán Hầu trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm từ 77 đến 97%. Khu vực thị trấn Kiến Giang trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 m biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm mùng 2, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2018.
Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ.